Đây là mình mở ra một cái nè, mặt nó mịn quá chừng mịn luôn cả nhà, thấy không? Rất là mịn luôn, để quay gần nè. Là chút xuống không ăn thua vậy đó. Đó. Giờ mình đổ ra cho cả nhà xem. Đây là mình thắng đường caramel nè, để làm cho bánh flan. Đường nó sôi hồi nãy được 10 phút rồi, bây giờ nó chuẩn bị nó mình nó sắp ngã vào màu vàng, mình cứ cầm lên mình lắc qua lắc lại như này. Lắc lại như này đó, để xuống. Tiếp tục cho đường đó mình thắng tới khi nào cái màu mình cảm thấy như ý là ok. Đừng để nó lợt quá thì nó không ngon, mà nó đen quá thì nó đắng ghét. Đó, bây giờ nó cũng đã hơi vàng được thêm chút nữa như này. Mình cứ nghiêng qua nghiêng lại vậy nè đó. Nó sắp đạt nè mọi người. Mở máy hút cho nó hút xuống dưới. Máy hút thì nó hơi ồn chút xíu. Thế mình lại cho thêm vô nửa muỗng canh nước rồi, trong lúc nó gần gần được rồi bớt lửa nó xuống. Để cho nó soi lại là ok. Vậy là được rồi, chúng ta có được caramel. Màu rất là đẹp luôn, hình lý luôn. Mình đổ vào trong cái ly nhựa mà để cho nó nguội chút xíu, mình đổ vào ly nhựa. Ở dưới cái mâm có đổ chút xíu nước lạnh cho nó đừng có chảy cái ly gì đó. Đó, mình đã đổ xong vô đây hết rồi nè mọi người. Đó. Mình để cho nó đặt lại rồi mình bây giờ mình đi nấu sữa nha. Ở đây mình có 25 gram cái gelatin miếng nè. Đó là khoảng 9 miếng rưỡi là 25. Cái miếng này bây giờ mình lấy mình ngâm nước cho thật lạnh nha. Đừng có ngâm nước nóng nữa mà nó sẽ tan ra. Ngâm nước lạnh. Đây mình đổ nước lạnh như mình ngâm để cho nó mềm. Cứ để đó mình ngâm, bây giờ mình đi làm trứng với sữa. Mình dùng 5 cái trứng. Thì mình lấy 3 cái trứng nguyên với 2 cái lòng đỏ. Đây là một cái lòng đỏ. Đây thêm một cái lòng đỏ nữa. Đó. 3 trứng nguyên, 2 cái lòng đỏ. Mình dùng cái phới lòng này mình đánh cho nó tan ra nè. Mình cho vô 130g đường nè. Đó. Mình quậy cho tan ra đều ra. Mình để qua một bên như cái nồi nè. Sau là cái mình dùng 700ml sữa không đường nha. 700ml sữa không đường.
Bây giờ mình bắt cái nồi lên trên bếp nè. Mình để lửa trung bình. Chỉ cho nóng cái sữa thôi nha mọi người, chứ đừng để cho sôi nha. Chỉ cần cho nóng nó có cái hơi lên, bốc hơi là được rồi. Mình quậy nhẹ nhẹ từ từ, liên tục. Khi nào sữa bốc hơi là ok, là được. Đây sữa bây giờ nó đang bốc hơi nè mọi người. Mình thọt cái ngón tay mình vô mình thấy nó ấm là ok. Đó. Và mình tắt lửa. Đó, bây giờ cái mình đổ cái sữa từ từ vô trong cái trứng này, mà đổ từ từ thôi nha, đừng tránh cho cái trứng nó đừng có chín. Mình chia ra từ từ chút mình đổ. Rồi mình vừa đổ vừa quậy. Đó, cái liên tục mình làm liên tục vậy. Dùng lại cái nồi nấu sữa hồi nãy đó, bây giờ mình để mình lượt lại cái sữa này cho nó mịn màng chút xíu. À, mình bỏ mấy cái lợn cợn này đi. Bây giờ mình bắt lên trên bếp lại nè. Mình cho cái gelatin hồi nãy là 25g mình ngâm nước lạnh đó, giờ nó nở ra. Mình cho vô trong đây. Trong là sữa. Mình mở lửa lên, mình nấu. Khi nào cái gelatin mà nó vừa tan ra là được rồi, không còn phải để sôi nha. Tức là nó vừa nóng thôi. Mình cứ quậy liên tục nha, đừng có bỏ đi tại vì nó sẽ bị khét đứt nha. Thấy cái gelatin mà nó tan ra là được rồi. Đây cái gelatin đã tan từ từ lên rồi cả nhà. Thì còn chút xíu nữa mình cho nó nóng lên. Nóng nóng mình rờ vô cái nồi mình cảm thấy nó ấm là được rồi. Đừng để nó sôi. Cái gelatin của mình đã tan xong rồi mọi người. Thế mọi người thấy giờ nó đang bốc khói không? Đó, khói khói đang bốc lên đó. Tức là được là mình phải bắt ra khỏi bếp nha. Khi mình bắt ra đó, mình quậy đều vô. Rồi mình cho vô đây là 300ml whipping cream. 300ml sữa béo. Mình quậy đều vô. Quậy đều đó là bắt đầu mình đổ vô khuôn. Cái đường caramel của mình nó cứng rồi. Mình đổ cái sữa vô trong cái cup. Rồi mình đổ vô trong cái ly nè. Nhiều ít thì tùy theo mình nha. Xong mình đã đổ vô xong hết trơn rồi. Cái nào mà nó có cái bọt á thì mình lấy đồ mình làm cho nó bể nha. Đây là mình dùng cái đũa nè, mình đánh cho nó bể đi để cho cái mặt mịn nó láng lên đó. Xong bây giờ mọi người mình đã đổ xong hết trơn, bây giờ mình để ở ngoài cho trong vòng 2 tiếng cho nó đặc lại. Khi nó đặc rồi đó thì mình đem vào tủ lạnh mình để thêm 6 tiếng nữa thì mình mới ăn được nha cả nhà. Ok, thì mình chúc cả nhà có cái món bánh flan bằng gelatin rất là ngon, dễ làm.
sát thương cao để tự vệ hay săn bắn. Hoa Kỳ chứng kiến hàng trăm người thiệt mạng trong các vụ nổ súng hàng loạt trong những năm gần đây, mặc dù các cuộc thăm dò mới để kiểm soát súng. Trong khi đây rất là ngon luôn cả nhà, đây là mình lần đầu tiên mới làm thử cái công thức này để mình xem thử coi giữa cái nướng, cái hấp với lại cái gelatin cái nào ngon. Hẹn lại cả nhà sau 6 tiếng đồng hồ sau để mình lấy ra mình coi thử như thế nào nha. Chưa ăn là thấy thơm phức rồi. Trong cuộc gặp với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Tổng thống Mỹ đã xin lời khuyên về việc đối phó với bạo lực súng đạn. Chúng tôi cần sự... Đây, chờ tiên bánh lăng mình đã đậy nắp lại hết trơn, chờ mình bỏ vô tủ lạnh nha mọi người. Đó, bỏ vô tủ lạnh để cho nó đặt lại. Bánh lăng mình đã để hồi tối hôm qua tới giờ nó đã đặt rồi nè mọi người. Đó, rất là ngon luôn. Đây, để mọi người coi xem nè. Chút xuống mây nguyên. Rất là ngon luôn. Giờ mình mở nắp ra mình coi cái như thế nào nha. Bánh lăng làm bằng gelatin không hấp, không nướng. Đây là mình mở ra một cái nè. Mặt nó mịn quá chừng mịn luôn cả nhà thấy không? Rất là mịn luôn, để quay gần nè. Nè chút xuống. Không ăn thua vậy đó. Đó. Giờ mình đổ ra cho cả nhà xem. Bánh lấy ra. Mình lấy cái cây dao đó mình cựa vòng vòng của cái bánh. Xong rồi cái cả nhà cái mình đổ nhẹ xuống với cái gì á thì cái bánh nó sẽ trút ra rất là đẹp luôn. Mình gõ như nhẹ đó. Và thấy không, rất là ngon luôn. Bánh thơm, mùi sữa, whipping cream và sữa tươi. Rất là thơm luôn. Làm cái công thức này đó thì mọi người ăn cũng ngon lắm, để lạnh, mềm, rất là béo luôn. Mình khỏi cần phải nướng, nướng canh lửa mắc công mà hấp, có nhiều khi mình hấp không đúng nó cũng bị rỗ. Bây giờ mình cắt ra cho cả nhà xem. Đó, thấy bánh nó mịn chưa? Bánh nó rất là mịn luôn. Mình dùng cái muỗng này mình cũng ăn thử. Rất là ngon, rất là béo luôn mọi người. Nếu mọi người thích theo công thức này thì hãy làm theo giống như mình nha. Mà mình muốn có những video mới xin cả nhà cũng like, share và subscribe. Hay là đăng ký kênh để mình sẽ nhận được những video mới. Hoặc là có cái chuông kế bên đó cả nhà. Giờ mình xin chào tạm biệt nha, mình hẹn gặp lại những video kỳ tới. Chúc cả nhà có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt, bye bye.